Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân. Tập 111. Chương 1101, một nửa tế phẩm, thế công che giấu. Ngay cả khí tràng của đại trận phong thủy cũng không thể ngăn cản loại ánh sáng này. Rất nhanh toàn bộ trận pháp liền dung nhập vào bên trong thời không. Giọng nói của thiên quỷ trầm thấp nói, kế tiếp chính là dung nhập đầy đủ tinh khí. Sau khi dung nhập, không đến cấp bậc tiên nhân tiến vào liền chết, đến lúc đó mấy đại tiên nhân một khi điều tra, liền sẽ biết nguy hiểm trong này. Chỉ cần chúng ta dẫn dắt một chút, bọn họ sẽ rơi vào cạm bẫy. Nhưng mà chúng ta chỉ cần xông vào, trong lòng bọn họ rất có thể sẽ dâng lên ý nghĩ vây giết chúng ta, đồng thời còn có thể lấy được thiên chi phong ấn. Hai dụ hoặc này không chỉ có thể để bọn họ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết, chúng ta còn có thể hoàn thành tất cả chuẩn bị của lục đạo phong thần. Thậm chí còn thu được chìa khóa nâng cao một tầng, ta có ít nhất 6 phần nắm chắc bọn họ sẽ vào cuộc. Thiên quỷ nhàn nhạt nói, ba quái dị logic trí tuệ khác sắc mặt cũng trầm trọng gật đầu. Lúc này, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía quan tài ở giữa. Khi nào thì đem khí tức phóng vào trong quan tài, chuẩn bị tinh khí trước đã. Chờ trận pháp vận chuyển, lại để khí tức vào, thời gian rất nhanh nó sẽ biến dị hơn nữa sống lại. Sẽ tiếp cận vô hạn cấp bậc tiên nhân, nhưng hắn không cách nào lao ra trận pháp, sẽ bị khóa chặt ở chỗ này. Đồng thời, khí tức của thiên cũng sẽ không ngừng khuếch trương, sẽ trở thành một tế phẩm bị thiên chi khí tức cắn nuốt. Lấy một vị tồn tại vô hạn tiếp cận tiên nhân làm tế phẩm, có lẽ có thể sinh ra biến hóa kỳ diệu. Đến lúc đó cục này có thể sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Vạn Linh, Đạo Tặc, Trường Sinh nghe nói như thế khẽ gật đầu, đây cũng là một phần của kế hoạch. Đây là một kế hoạch liên quan rất nhiều đến việc này, một khi hoàn thành, thu hoạch của bọn họ sẽ vô cùng kinh người. Trong nháy mắt tiếp theo, bản thể của bốn người thiên quỷ bắt đầu hành động. Một loại ba động kỳ diệu bỗng nhiên xuất hiện ở mặt tối cùng mặt trời. Dao động này khiến mặt tối và mặt dương sôi trào quái dị. Toàn bộ đại địa vô tận quái dị hướng về chủ thế giới bốn vực cửu châu quét sạch mà đi. Các loại khe hở thời không cũng xuất hiện rất nhiều quái dị cấp thấp, chúng đang điên cuồng lao về phía chủ thế giới. Bên ngoài bốn vực cửu châu, sáu đại tiên nhân đều trấn thủ ở chỗ này. Nhưng bọn hắn thỉnh thoảng lại thi triển lực lượng, đem lực lượng phóng ra mặt tối cùng mặt đất bằng mặt trời. Một cơn sóng lại một cơn gió bão khủng bố nổi lên, không ngừng tàn phá những nơi khác nhau, phá hủy mọi thứ mà sức mạnh có thể đạt được. Mục tiêu là thông qua phương pháp này để tìm ra quái dị logic của tứ đại trí tuệ. Đơn giản thô bạo, nhưng có những lúc cũng rất hữu dụng. Chỉ có điều hiện tại phạm vi quá lớn, loại phương pháp này cũng rất khó hoàn toàn có hiệu quả. Quái dị bỗng nhiên, khẽ động, lập tức khiến bọn họ chú ý. Quái dị ùn ùn kéo tới bọn họ, số lượng từ cấp chú thấp nhất đến cấp tử cao cấp nhất, ít nhất cũng là cấp bậc trăm tỷ. Loại số lượng cấp bậc này liếc nhìn căn bản nhìn không thấy cuối, sáu người cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Từng đạo lực lượng phun ra ngoài, một bức tường tử vong xuất hiện ở bên ngoài bốn vực cửu châu. Rất nhiều quái dị nhanh chóng ngã xuống, hóa thành từng viên tinh khí thạch. Trong đó Hạo Nhiên Thánh Nhân ra tay bạo lực nhất. Hạo nhiên chính khí màu trắng sữa, trong đó dường như ẩn chứa trật tự vô tận. Nơi đi qua, những quái dị vặn vẹo này giống như tuyết trắng mùa xuân hòa tan, trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành tro tàn, chỉ để lại vô số tinh khí thạch. Quái dị là giết không hết, chỉ cần có sinh mệnh thì nhất định sẽ sinh ra quái dị. Có thể ngưng tụ thành tinh khí thạch, chỉ là một bộ phận nhỏ nhất trong cơ thể quái dị. Mà đại bộ phận tinh khí quái dị đều sẽ một lần nữa tán đi, đến mặt trời cùng mặt tối, rất ngắn trong thời gian ngắn lại sẽ lần nữa hóa thành quái dị. Nếu có người thúc giục, quá trình này sẽ càng nhanh hơn. Quái dị gần như bao phủ mỗi một khe hở bên ngoài bốn vực cửu châu, nhưng cùng lúc đó, mặt trời và mặt tối, một số quái dị đang chui xuống đất, những điểm này chui vào những nơi khác nhau trên mặt trời và mặt tối. Mà phía dưới thì là một đám tế đàn tà ác thần bí. Những quái dị này leo lên tế đàn, hòa tan trong tế đàn, nhanh chóng biến thành tinh khí nồng đậm. Tinh khí bị hút vào trong những tấm bia đá thần bí ở giữa các tế đàn.
dọc theo logic kỳ diệu nào đó, hội tụ về phía bốn hình chiếu logic quái dị. Một lượng lớn tinh khí hội tụ, biến thành một luồng ánh sáng thần bí trong bàn tay logic trí tuệ của bốn người bọn họ. Đây là ánh sáng thuần túy do tinh khí ngưng tụ thành, trong đó giống như có một thế giới đang quay cuồng. Không biết bao nhiêu quái dị hoàn toàn biến mất ở trong tế đàn. Quá trình này kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm. Cả mặt trời và mặt tối đều đã trống không, chỉ có thưa thớt một ít quái dị đang không ngừng sinh ra. Bên ngoài Cửu Châu tứ vực hoàn toàn bị đại quân quái dị vô tận bao phủ. Sáu đại tiên nhân cũng không có nhận thấy được biến hóa của mặt tối cùng mặt dương. Trên mặt đất cũng xuất hiện lượng lớn quái dị xâm nhập, nhấc lên một đợt thủy triều dọn dẹp quái dị. Toàn bộ bốn vực Cửu Châu đều rơi vào trong hỗn loạn và phiền phức. Lý Thanh để lại mặt tối và mặt dương người giấy bách ảnh, cũng quan sát được số lượng lớn quái dị biến mất. Hắn rõ ràng đã nhận ra có điểm không thích hợp. Lúc này, hắn viết tin tức vào trong sổ ghi chép, thông qua ngọc bản để khôi phục tin tức. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thì ra là thế. Quái dị logic trí tuệ phải tiêu hao một nửa quái dị làm cái giá để thôi động một tòa trận, pháp. Đây chính là trận pháp bọn họ dùng để vây khốn mấy vị tiên nhân sao. Điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận, tình huống cụ thể chỉ sợ chỉ có đi một chuyến, nhìn xem tòa trận pháp này mới biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bọn họ bây giờ còn chưa hoàn thành, hẳn là còn cần một khoảng thời gian nữa. Nghĩ tới đây, Lý Thanh đã lặng lẽ thông báo cho thần minh. Thần linh thân hơi động một chút, đã hướng về Bách Thảo Bình Nguyên mà đi. Sau khi tứ đại quái dị logic trí tuệ rời đi, hắn sẽ bắt đầu thăm dò tình huống nơi này. Lúc này, bên trong thời không của phong thủy đại trận, tứ đại hình chiếu logic trí tuệ quái dị rót lực lượng trong tay vào trong trận pháp dung nhập vào trong vách ngăn thời không. Cờ trận điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận tràn ngập ra một loại quang mang như ảo mộng. Trên trận kỳ tràn ngập vô số đường vân và phù văn, lấy chấn động vô cùng đáng sợ nhanh chóng lan tràn, cuối cùng tạo thành một đồ án đường vân to lớn, hoàn toàn bao trùm toàn bộ động thiên. Trận pháp tràn ngập ra một loại logic đáng sợ cắt đứt hết thảy nhân quả thời không, loại logic này trống rỗng xuất hiện ở trong trận pháp. Uy lực của nó đã vượt qua tầng dưới chót logic, đạt đến một loại cấp bậc không biết. Loại logic thần bí này khiến cho bốn quái dị có logic trí tuệ đều giật mình trong lòng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ nghe Trường Sinh nghiêm nghị nói, tòa đại trận này thấp nhất cũng là tồn tại cấp bậc thời không thiên đạo. Tinh khí chúng ta vận chuyển chí ít có hơn phân nửa, bị đối phương hấp thu. Chương 1102, Trường Sinh sầu lo, Thiên Chi lạc ấn. Không có cách nào, loại lực lượng đẳng cấp này muốn sử dụng, tất nhiên là phải trả giá. Thế giới này tất cả lực lượng đều phải trả giá, có thể vẻn vẹn bỏ ra một chút tinh khí, liền có thể vây khốn mấy vị tiên nhân, đã là chỗ tốt cực lớn. Ta lo lắng không phải cái này, mà là đối phương có thể sẽ thông qua đại trận này thành lập cùng truyền tống tinh khí đến lấy được một ít tin tức. Thậm chí định vị chỗ chúng ta, sau đó tự mình đến đây. Tựa như vạn năm sau, sẽ va chạm với thời không ngoại lai của Cửu Châu tứ vực. Chỉ sợ thế giới kia cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện, đoán chừng là ở thời đại nào đó. Người nào đó sử dụng lực lượng nào đó không biết, đưa tới đối phương chú ý, mới có thể xác định tọa độ khóa chặt chúng ta. Mục đích của chúng ta là vì đem toàn bộ thế giới hóa thành thế giới quái dị, nhưng cũng không phải muốn hủy diệt sự tồn tại của thế giới. Sau khi thành lập thế giới quái dị, chúng ta chính là thiên mệnh của thế giới này, chúng ta có thể thành lập thiên đạo luân hồi thuộc về chính chúng ta. Tương lai theo thế giới thăng duy, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội nâng cao một bước. Bản chất logic tầng dưới chót cuối cùng của vạn kiếp diệt thế ma chủ còn ở trong tay. Chúng ta, tương lai giết chết từng tiên nhân này, đồng thời lợi dụng vật còn sót lại của tầng dưới chót logic của linh thần bọn họ và bản chất logic tầng dưới chót của những tiên nhân này, đủ để dựng ra thiên đạo, luân hồi hoàn chỉnh. Thanh âm của Trường Sinh bén nhọn mà âm trầm, nói ra một tương lai tốt đẹp. Thiên quỷ nhìn hắn một cái, những thứ này để sau rồi nói, chờ hoàn thành kế hoạch lần này, chúng ta mới có cơ hội, nếu không đó chính là sắp chết đến nơi rồi. Nghe nói như thế, khí âm trầm trên người ba quái dị trí tuệ khác càng nặng hơn. Chỉ nghe đạo tặc nói, hiện tại đại trận đã thành, nơi này đã hoàn toàn ẩn giấu, trừ phi chúng ta nguyện ý, nếu không bất kỳ lực lượng nào cũng khó có khả năng mở ra nơi này. Tiến hành bước cuối cùng, sau đó bắt đầu chờ đợi đồng đội của chúng ta ra tay.
Thiên quỷ khẽ gật đầu, trong tay xuất hiện một điểm ánh sáng màu tím. Đây chính là một phần khí tức thiên bẩm bị hắn lấy ra từ trong hư vô. Chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một chút khí tức thiên địa đã bị hư nhược này đã bay về phía cỗ quan tài ở trung tâm. Ánh sáng rơi vào trên quan tài, trong nháy mắt tiếp theo liền tiến vào bên trong quan tài. Trong quan tài nằm một thi thể mặc áo xám. Cỗ thi thể này vẫn luôn ngủ say, nhìn từ bên ngoài giống như một lão già 80 tuổi. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tựa như một người sống. Từng tia phong thủy đại thế lúc nào cũng tẩm bổ thân thể hắn, cùng với linh hồn ngủ say trong cơ thể hắn. Ánh sáng màu tím rơi xuống trên người hắn. Lão giả này lập tức liền bị ảnh hưởng, một vòng hào quang màu tím cấp tốc từ ngực của hắn tràn ngập bao trùm đến toàn thân. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn thân hắn đều tràn ngập đường vân màu tím. Loại đường vân này dường như hòa làm một thể với lực lượng trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, da của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản vẫn là nhân loại, nhưng đang biến thành màu sắc kim loại. Đó là một màu tím vàng, đồng thời trên người còn sinh trưởng ra một số cơ quan giống như gai xương, từ vị trí khuỷu tay và đầu gối của hai tay hắn mọc ra. Đầu cũng mọc ra ba cái sừng cong vặn vẹo, chúng nó ở đỉnh đầu quấn lấy nhau, một tầng hào quang màu tím bao phủ chúng nó. Mi tâm của người này cũng chậm rãi nứt ra một khe hở, sinh trưởng ra một con mắt dọc. Khuôn mặt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, khuôn mặt vốn hồng nhuận bắt đầu trở nên khô gầy, bờ môi bắt đầu chậm rãi héo rút, dần dần lộ ra từng dãy răng nanh. Chiếc răng này trở nên vô cùng bén nhọn, vừa khít với nhau tựa như một chiếc răng thép, cũng tràn ngập một màu kim loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên mở mắt ra, đó là một con mắt tựa hồ do vô số tròng mắt màu tím tạo thành con mắt, gần như không nhìn thấy tròng trắng. Một cỗ lực lượng cường đại dị thường từ trong cơ thể đối phương dâng lên. Đó là một loại lực lượng logic không biết, nhưng loại logic này ẩn chứa một tia hào quang màu tím thần bí, cùng khí tức thiên có một phần tương tự. Quan tài đột nhiên chia năm xẻ bảy, ở dưới luồng lực lượng này vỡ nát. Bốn ánh mắt quái dị của người dị hóa từ trong quan tài lao ra, trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Sức mạnh thật đáng sợ, đã bắt đầu ô nhiễm rồi. Mắt thường có thể thấy được vòng sáng màu tím, từng đợt lại từng đợt tràn ngập ra bốn phía. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bên trong thời không phong ấn đã tràn ngập khí tức thiên địa nồng đậm, dường như ngay cả không khí cũng bị ô nhiễm. Loại ô nhiễm này còn đang cuốn tới tứ đại hình chiếu logic trí tuệ quái dị. Cảm nhận được loại biến hóa này, bọn họ khẽ lắc đầu, đi thôi, tiếp theo chính là chờ đợi thế cục lên men. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Trong không gian chỉ còn lại có hình người kim loại màu tím đứng thẳng tại chỗ. Giống. Hắn tựa hồ không có trí tuệ gì, chỉ là trong cõi u minh phát ra tiếng rít gào khủng bố. Một cỗ lực lượng logic vô hạn tiếp cận tiên nhân từ trong cơ thể của hắn bắn ra, hướng về bốn phía cọ rửa. Nhưng rất không may, trận pháp bốn phía tràn ngập một loại logic vượt qua hắn, dễ dàng ngăn cản lực lượng của hắn. Ngay cả hào quang màu tím đại biểu cho khí tức của thiên cũng không thể sinh ra tác dụng đối với trận pháp này. Cái này ít nhất ý nghĩa trận pháp sinh ra lực lượng, có thể địch được khí tức thiên địa thấp kém. Nhưng lúc này, trong cõi u minh có một loại biến hóa kỳ diệu đang phát sinh. Trong chín thiên phong ấn của bốn vực cửu châu, thân thể tàn phế của thiên hơi rung động trong chớp mắt. Dường như có một loại lực lượng vô hạn đang bộc phát, nhưng lại bị trận pháp trấn áp. Chín hư ảnh làm mờ xuất hiện ở phía trên tế đàn thiên chi phong ấn. Thiên chi phong ấn trở nên càng thêm nặng nề, áp chế lực lượng cuồn cuộn phía dưới. Ánh mắt mờ mờ tựa hồ nhìn thấu toàn bộ trận pháp, rơi xuống thế giới bên ngoài. Không ai biết nó đang suy nghĩ gì, Lý Thanh đương nhiên cũng không biết, nhưng hắn biết đối phương muốn duy trì phong ấn này, vậy là đủ rồi. Biến hóa trong tế đàn đương nhiên cũng không thể gạt được Lý Thanh. Trực tiếp ghi chép lại, rất nhanh liền đạt được nguyên do của sự việc. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thì ra là thế. Tin tức hiển lộ ra trên miếng ngọc của bản thân vô cùng kỳ lạ. Nguyên nhân thiên chi phong ấn dị động. Một luồng khí tức bản thiên đã bị hư hóa mà Lý Thanh từng cho mượn, có một phần bị thiên quỷ lấy ra. Cũng bị tứ đại trí tuệ quái dị vận dụng trong cạm bẫy vây khốn đầu tiên ở Bách Thảo Bình Nguyên. Một vị phong thủy sư đã thức tỉnh từ thời đại cổ xưa đã chôn vùi ở nơi đó. Phong thủy sư kia sáng lập một tòa phong thủy đại trận, xây dựng thời không độc lập, mượn lực lượng một châu tẩm bổ bản thân, ý đồ sống lại một đời. Phong thủy sư bị khí tức của thiên hủ hóa,
trở thành một loại quái dị sinh ra dưới khí tức của thiên. Con quái dị hoàn toàn mới này ước chừng có sức mạnh từ cấp chết trở lên, quái dị trí tuệ trở xuống. Trước khi thực hiện kế hoạch logic trí tuệ quái dị của bốn đại trí tuệ, nó sẽ tồn tại lâu dài, cũng dẫn tới một tia dấu vết cảm ứng dấu vết của thiên lưu lại ở Cửu Châu tứ vực. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1103, Thiên Chi Phân Thân, Mật Mã Truyền Tin. Dấu vết của một tia bầu trời này sẽ hội tụ ở trên người nó, đạt được ý chí và tin tức thuộc về thiên cấp ở trình độ nhất định. Sẽ trở thành phân thân của thiên. Nhìn tin tức phản chiếu trên miếng ngọc, trong lòng Lý Thanh đều nhảy dựng. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, xem ra có phiền toái rồi. Không nghĩ tới một tia khí tức của thiên đã bị suy yếu vô số lần, lại có thể phát sinh loại hiện tượng này. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ nặng nề, lúc này hắn cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Khí tức của thiên quá khứ tồn tại, dường như không tìm được ký sinh thể thích hợp. Hơn nữa thời gian tồn tại cũng không lâu, cho nên cũng sẽ không khiến cho dấu vết lạc ấn trong Cửu Châu tứ vực hội tụ. Lần này khí tức của thiên đã tìm được một tồn tại vô cùng cường đại, sau khi ô nhiễm đã đạt đến một loại tiêu chuẩn nào đó. Cộng thêm lần này kế hoạch sẽ kéo dài một đoạn thời gian, cho nên dẫn động dấu vết dấu ấn của thiên. Loại dấu vết này hội tụ sẽ tăng cường lực lượng thuộc về thiên trong cơ thể sinh vật bị lây nhiễm, chuyển hóa thành phân thân chân chính. Chỉ là một tia khí tức thấp kém, dấu vết lưu lại trong thiên địa mấy vạn năm, một khi gặp được ký thể thích hợp, là có thể làm được loại chuyện này. Đối với tồn tại logic của khái niệm, Lý Thanh lại cảm thấy chấn động. Lúc này, trong lòng hắn đột nhiên lóe lên một ý niệm. Không đúng, bọn họ nếu là tồn tại cấp bậc khái niệm logic, như vậy ở một mức độ nào đó tất nhiên tiếp nhận vô hạn vũ trụ bổn nguyên tẩy lễ. Nói cách khác, bọn họ thuộc về tồn tại ở chiều không gian cao hơn. Nhưng căn cứ theo quan sát của ta, trong hàng trăm triệu năm lịch sử thời không cao duy, chưa từng có dấu vết của hai tồn tại này. Như vậy chỉ có hai lời giải thích. Khả năng thứ nhất, bọn họ thành đạo vào 100 triệu năm trước, sau đó chưa từng xuất hiện ở thời không cao duy. Khả năng thứ hai, bọn họ đã vận dụng một loại lực lượng nào đó, tiêu trừ tất cả ghi chép và dấu vết liên quan tới bọn họ. Thậm chí vận mệnh nhân quả của thiên cơ cũng được sửa đổi, loại bỏ sự tồn tại của bọn họ. Tồn tại logic của khái niệm có thể làm được loại chuyện này sao? Nghĩ tới đây, Lý Thanh cảm giác dường như mình đã phát hiện ra một bí mật rất lớn. Hắn nhanh chóng bắt đầu ghi chép, sau đó lợi dụng ngọc bản tiến hành khôi phục bản chất. Nhưng miếng ngọc không có bất kỳ phản ứng nào, dường như tất cả nhân quả liên quan đến bọn họ đều không tồn tại. Hoặc là nói tin tức của hắn không đủ, không cách nào khôi phục như cũ. Trên mặt Lý Thanh đều trở nên nghiêm túc, hoàn toàn xóa đi tất cả dấu vết tồn tại của mình, đồng thời xóa đi khỏi vật lý hữu hình và thiên cơ vô hình. Chỉ sợ đây không phải là lực lượng của chính bọn họ. Xem ra thiên và thiên hội tụ ở đây là có nguyên nhân. Chỉ sợ là một loại lực lượng hoặc là bảo vật nào đó không biết mới có thể để cho bọn họ triệt để xóa đi tất cả dấu vết của mình. Trong mắt hắn lóe lên đủ loại suy tư, Lý Thanh nhanh chóng xóa sạch những chuyện có liên quan đến thiên và thiên. Nhưng bây giờ có phiền toái rồi. Thiên phân thân thành hình còn cần một đoạn thời gian. Ngày đó khi dấu vết lạc ấn hoàn toàn bám vào trên người đối phương, phân thân sẽ triệt để xuất hiện. Đến lúc đó nếu như phong ấn này thật sự mở ra, cạm bẫy ban đầu sẽ biến thành sự kiện thật sự liên quan đến thiên. Mấy đại tiên nhân còn lại thật có khả năng đạt được thiên chi phân thân. Đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì thì rất khó nói. Lý Thanh rơi vào trầm ngâm. Sự kiện đột ngột này có chút cảm giác phá vỡ kế hoạch. Nếu như bọn họ đều đạt được phân thân của thiên, liền có khả năng tìm kiếm được thiên chi phong ấn. Căn cứ vào thông tin nhắc nhở ta lấy được từ chỗ thiên chi địch, một nơi phong ấn, trước mắt nhiều nhất chỉ có thể phong ấn hoàn chỉnh một vị tiên nhân. Nếu có nhiều tiên nhân đi vào, phong ấn của thiên có khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù dựa theo tin tức phong ấn này đến xem, thiên địa bất diệt phong ấn bất phá. Nhưng nếu như tạo dựng thiên đạo luân hồi, hết thảy cũng liền chưa chắc. Ta có thể tránh thoát rất nhiều cường giả tiên nhân tìm tòi, cũng là dựa vào thiên chi phong ấn. Tình huống có chút khó giải quyết, xem ra phải hỏi kẻ địch của thiên. Trong ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Hiện tại, hắn đang thi triển phục chế thuật, một bóng người hư ảo lặng lẽ đi ra, đi vào bên trong phong ấn của thiên.
rất nhanh phục chế thể đi tới trên tế đàn, ánh mắt thấy được mặt trên hiện lên khảm nạm. Giọng nói của Lý Thanh trở nên nặng nề, lần trước ta mượn khí tức của thiên, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị người ta lấy đi một phần, đồng thời chọn lựa một người thích hợp để ký sinh. Trước mắt sự tồn tại của nó sẽ dẫn động dấu vết lạc ấn của cửu châu tứ vực trung thiên. Thiên có thể sẽ xuất hiện một phân thân ở bên ngoài, đồng thời bị ít nhất 4 vị tiên nhân lấy được. Có cách giải quyết phân thân của thiên. Thân ảnh khảm khắc nhìn qua quỷ dị như thế, chỉ có hình dáng một người, thân thể giống như vô số khối vuông ghép lại, không ngừng lóe lên. Lý Thanh có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn mình, đó là một ánh mắt lạnh như băng, không có bất cứ cảm tình nào. Từ một góc độ không biết nào đó quan sát hắn, mức khắc tựa hồ không thể truyền đi nhiều tin tức hơn, mỗi một lần đều chỉ có thể thông qua biến mất và xuất hiện để đáp lại Lý Thanh. Hai người hơi im lặng thật lâu, thiên chi địch biến thành mức khắc tựa hồ có chút phát sinh biến hóa. Lý Thanh nhạy bén bắt giữ được tần suất biến hóa của khối lập phương đen trắng giống như được làm bằng mồi trên người. Trong lòng cả kinh, nhưng trong nháy mắt hắn đã biết được cái gì. Hắn lập tức bắt đầu cưỡng ép thi triển khải ký ức hư ảnh, không ngừng tạo dựng hình ảnh trong đầu hắn. Đối phương là lấy một loại tần suất đặc thù đang biến hóa cấu thành khảm tự thân. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lý Thanh mới hiểu được quy luật của loại tần suất này. Mức khác liên tục biến hóa 9 lần, mỗi một lần biến hóa thời gian đều khác nhau, cấu thành mồi khuyết cũng khác nhau, sau đó vẫn tuần hoàn nửa lần. Lý Thanh khẽ gật đầu, ta đã nhớ kỹ biến hóa của ngươi. Nói xong, phục chế thể lặng lẽ vỡ nát hóa thành hư vô. Lúc này, Lý Thanh vẫn đang ở lối vào thiên chi phong ấn ở kinh thành. Trước mặt hắn đã xuất hiện 9 tờ giấy khác nhau, trên đó vẽ ra 9 loại đồ án khảm khác nhau. Đồng thời, trên một tờ giấy ghi chép tin tức. Bản cũ, ý nghĩa của biến hóa của thiên chi địch. Thiên chi địch biến hóa 9 loại hình thái khác nhau. Cái thứ nhất là mờ một hô hấp, cái đồ án thứ hai tồn tại trong thời gian nửa hô hấp, cái thứ 9 tồn tại 7 cái hô hấp. Đây có lẽ là mật mã nào đó, dùng hình vẽ và tần suất để xây dựng nên mật mã. Thời gian tồn tại của mỗi một đồ án đại diện cho một mặt mật mã, bản thân đồ án đại diện cho một mặt khác của mật mã. Quy luật kết hợp của cả hai tương ứng với thông tin mà hắn muốn truyền đạt. Đây có thể chính là đòn sát thủ ứng đối với thiên chi phong ấn buông xuống. Đòn sát thủ này có thể là một loại pháp thuật nào đó, nội dung pháp thuật có thể là chương 1104, thuận tay đánh một quân cờ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bản mới, tin tức mật mã, 9 loại đồ án cấu tạo của thiên chi địch ẩn chứa 2 loại mật mã âm dương. Thời gian tồn tại của đồ án tương ứng với mật mã âm, bản thân đồ án tương ứng với mật mã dương, 9 mật mã lóe lên hợp nhất, tương ứng với một câu thần chú. Chú ngữ này tên là cửu tự nhiếp thiên chú. Ma, di, a, lạp, ra, thức, hổ, đinh, cốc. Một khi niệm động là có thể thúc giục phong ấn của 9 đại thiên. Bản thân phong ấn của 9 đại thiên chi tạo thành trận pháp phong ấn càng thêm to lớn, đã hòa hợp một thể với thế giới 4 vực cửu châu. Cũng là củng cố căn cơ của bản thân cửu châu tứ vực. Hợp tác với thế giới hình thành trạng thái căn cơ. Chú này có thể dẫn động lực lượng toàn bộ thế giới, từ đó thu lại toàn bộ lực lượng tràn ngập phong ấn trên thiên, tiến, hành phong ấn tuyệt đối. Nhưng cần lực lượng của thiên hội tụ ở một chỗ, lại có thể khóa chặt vị trí đại khái của thiên. Nhìn thấy tin tức ngọc bản được khôi phục như cũ, Lý Thanh lập tức biết được tất cả huyền bí trong đó. Khá lắm, thì ra thiên địch này còn giữ lại đòn sát thủ này. Trách không được ta lần trước đi tìm hắn, lấy được khí tức của thiên, hắn sảng khoái như vậy liền cho ta. Thì ra là thế, hắn là cố ý cho ta. Lúc này Lý Thanh bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Đối phương là đang mượn tay hắn hội tụ dấu vết thiên chi lạc ấn lưu lại ở cửu châu tứ vực lại với nhau. Lại lợi dụng cửu tự nhiếp thiên chú này, triệt để thu nhiếp tất cả dấu vết dấu ấn của đối phương, chân chính hoàn thành phong ấn hoàn mỹ. Trong lòng hơi động, Lý Thanh nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút bất an khó hiểu. Lần nữa lấy ra sổ ghi chép, bắt đầu viết mới. Bản cũ, mục đích của thiên chi địch và thiên. Thiên chi địch mượn tay ta, để thiên cơ thừa dịp, thu nhiếp dấu vết tràn lan giữa thiên địa, hoàn thành xây dựng phân thân thiên địa. Do đó để cho thiên cho rằng có một cơ hội thở dốc, mục đích thực sự là sau khi hội tụ tất cả thiên lưu lại ở bên ngoài lại một lần nữa tiến hành phong ấn. Bản mới, mục đích của thiên chi địch và thiên.
Chiến tranh giữa thiên và thiên đã xảy ra từ mấy vạn năm trước. Tuy thiên địch đem thiên phong ấn ở bốn vực Cửu Châu, nhưng thiên ở trong quá trình chiến tranh một bộ phận dấu vết khắc sâu dung nhập bản thân bốn vực Cửu Châu. Để lại dấu vết vĩnh hằng, dấu vết này cho dù là xạ thiên chú, cũng không cách nào từ trong Cửu Châu tứ vực tách ra. Hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, muốn hội tụ một tia dấu vết lưu lại này, sau đó tiến hành một lần phong ấn cuối cùng. Hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng tìm kiếm cách phá cục ở bên ngoài thiên địa. Lý Thanh mượn khí tức của thiên, chỉ là hắn tiện tay chơi một chiêu cờ nhàn rỗi. Thành thì vạn sự đại cát, không thành thì tìm cơ hội khác. Lý Thanh nghiêm mặt, xem ra thiên địch vẫn giữ được trí tuệ hoàn chỉnh. Mỗi một hành động của hắn đều có thâm ý đặc biệt. Trước kia ta hoàn toàn không phát hiện ra, trước khi khí tức của thiên xuất hiện biến hóa. Ta có một loại cảm giác bị hắn tinh kế. Xem ra hắn đối với bên ngoài không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chắc hắn biết trên người ta có một bảo bối, hơn nữa bảo bối này có thể suy tính tất cả. Thủ đoạn của hắn là hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nhân quả nào. Nếu không phải khí tức của thiên xuất hiện biến hóa, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng biết mục đích thật sự của hắn là gì. Xem ra sau này ta phải chú ý chuyện này. Trên ý nghĩa nào đó, sự tồn tại của những khái niệm này tương tự như miếng ngọc. Có thể tự mình suy tính tương lai có thể sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không nhất định hoàn toàn ỷ lại vào vận mệnh trường hà. Lý Thanh dâng lên một tia cảnh, giáp với thủ đoạn của thiên địch. Đối phương đã từng nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn của mình, sau này giao tiếp với hắn cũng phải càng thêm cẩn thận. Bất kỳ tin tức nội bộ nào của thiên chi phong ấn, khi sử dụng đều phải vô cùng cẩn thận, cảnh giác cạm bẫy có thể tồn tại trong đó. Nhiếp thiên chú, xem ra ta phải cẩn thận hơn. Trong ánh mắt tràn ngập một tia trầm trọng. Ngọc bản sẽ không sai, tác dụng của chú ngữ này hẳn là sẽ không có vấn đề, nhưng nó có thể sẽ dẫn tới phản ứng liên quan nào đó. Nghĩ tới đây, hắn lấy sổ ghi chép ra bắt đầu tiếp tục viết. Bản cũ, ảnh hưởng của nhiếp thiên chú. Nhiếp thiên chú một khi sử dụng, dấu vết cuối cùng của thiên lưu ở bên ngoài đều sẽ bị triệt để xóa đi. Bởi vậy sẽ sinh ra một loạt hậu quả. Nếu thiên có thể lưu lại dấu vết, thiên chi địch khẳng định cũng có thể lưu lại dấu vết. Công pháp tu luyện của lục đạo bát tiên là do thiên và thiên chuyển biến thành công pháp do kẻ địch truyền xuống, cho nên căn cơ bất ổn, đương nhiên trong đó đều ẩn chứa dấu vết của hai đại tồn tại. Nếu như vết tích của thiên bị xóa đi, có khả năng nhất định sẽ ảnh hưởng đến tất cả công pháp trên thế gian này. Bản mới, ảnh hưởng của nhiếp thiên chú, khái niệm tồn tại là lực lượng có thể ảnh hưởng thời không thế giới, quá khứ hiện tại tương lai. Thậm chí tương lai của bản thân thế giới đều có thể biến đổi theo một ý niệm của khái niệm. Hiện giờ thế giới bốn vực Cửu Châu là tương lai do khái niệm thiên và thiên chi địch vặn vẹo ảnh hưởng lẫn nhau. Sau khi dấu vết dấu ấn ngày hôm đó bị thanh trừ triệt để, dấu vết dấu ấn của thiên địch sẽ hoàn toàn tràn ngập toàn bộ bốn vực Cửu Châu. Tương lai của toàn bộ Cửu Châu tứ vực đều sẽ chịu ảnh hưởng của một tia dấu vết của thiên này, hướng về phương hướng phát triển của kẻ địch thiên đạo hy vọng trong tương lai. Cuối cùng, bốn vực Cửu Châu sẽ hoàn toàn dung hợp với phong ấn của chín đại thiên, thế giới chính là phong ấn chính là thế giới. Mà khi đó thiên địch sẽ trở thành ý chí của bản thân thế giới bốn vực Cửu Châu, từ đó triệt để thôn phệ hết thảy trong thế giới, dần dần mài mòn luyện hóa bản thân hóa thiên. Bởi vì logic của thiên sẽ dần dần được kết cấu dung nhập vào bản thân thế giới bốn vực Cửu Châu trong phong vân trận pháp. Mà thiên chi địch sẽ mượn loại dung nhập này, từng chút một đem logic của thiên nhét vào trong logic của mình. Tiến hành đột phá vượt qua khái niệm, tiến quân về phía chân lý. Nhìn tin tức ngọc bản được đưa ra, trong lòng Lý Thanh không khỏi chấn động, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa. Vẻn vẹn chỉ là một sự kiện nho nhỏ, bên trong lại ẩn chứa mục đích đáng sợ như thế. Một khi hắn thật sử dụng cửu tự nhiếp thiên chú, chẳng khác nào đem tương lai toàn bộ Cửu Châu tứ vực đưa đến bên miệng thiên chi địch. Mưa nhuận lặng lẽ rơi, mặc kệ cuối cùng là ai thắng ai bại, đều đã định trước kết cục. Khi kẻ địch trở thành chúa tể ý chí thế giới, chính là lúc tất cả sinh mệnh bị cắn nuốt hoàn toàn. Mục đích của đối phương là muốn dung hợp với thế giới, tiến hành luyện hóa lần cuối cùng đối với thiên, hạ kết cục cho trận chiến tranh mấy vạn năm này. Lý Thanh cảm nhận được một sự đáng sợ như hít thở không thông. Nếu hắn sơ sẩy một chút, cho dù có miếng ngọc trong tay, hắn cũng sẽ dẫm vào cạm bẫy của đối phương. Đây là độ cao của chiến lược, kẻ thù của thiên dùng một loại phương thức chiến lược để lên kế hoạch tương lai, không phải tranh được mất nhất thời, mà là thắng lợi cuối cùng. Sau khi biết tin này,
Lý Thanh lập tức biết được cửu tự nhiếp thiên chú không thể dùng được nữa. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1105, quan hệ biến hóa, ứng đối với hung hiểm. Nhưng cách giải quyết chuyện này hắn cũng biết, có một số thời điểm biết tiền căn hậu quả, chỉ cần tìm được điểm mấu chốt này là có thể giải quyết dễ dàng tất cả vấn đề. Ha ha, quả nhiên, lựa chọn trước kia của ta là chính xác. Bản thể vĩnh viễn không nên tiến vào thiên tri phong ấn. Loại tồn tại này không thể cho hắn một chút cơ hội nào. Từ giờ trở đi, bất cứ tin tức gì liên quan đến kẻ địch của thiên và đất, ta đều phải xem kỹ lại một lần nữa. 1105, Lý Thanh thở hắt ra một hơi. Đến bây giờ, trong lòng hắn đều có một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Đối với tồn tại cấp bậc khái niệm, hắn rốt cục có một tia lý giải. Loại tồn tại này lại có thể dựa vào ý chí ảnh hưởng tương lai của toàn bộ thế giới, chậm rãi để cho thế giới phát triển theo hướng mà mình hy vọng. Loại kinh khủng này quả thực khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây đã không phải là tồn tại mà lực lượng có thể ngăn cản. Quả thực chính là nghĩ thầm thành công, thậm chí có thể điều khiển vận mệnh. Muốn so chiêu với tồn tại như vậy, trong đó tất nhiên sẽ ẩn chứa nguy cơ to lớn không cách nào tưởng tượng, chỉ cần một cái không tốt liền bước vào cạm bẫy của đối phương. Từ thủ đoạn của thiên địch, hắn đã thấy nguy hiểm trong đó. Chỉ là một hành động, một tin tức sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế. Lý Thanh khẽ lắc đầu, trong lòng đã có quyết định. Chỉ cần có thể khiến thiên cảm nhận được tất cả dấu vết hội tụ nguy hiểm, nó sẽ không giáng lâm xuống người sinh vật bị ô nhiễm. Nhưng sau khi làm như vậy, kẻ địch của thiên sẽ biết đại khái ta đã nhìn thấu một ít dấu vết của hắn. Như vậy quan hệ của chúng ta tất nhiên sẽ lâm vào trạng thái càng thêm cẩn thận. Tiếp theo chính là không biết hắn có dẫn đường cho những người khác phát hiện ra thiên tri phong ấn hay không. Thiên có dấu vết lưu lại ở Cửu Châu tứ vực, thiên địch cũng giống như thế. Chỉ sợ bọn họ đều đang yên lặng quan sát sự phát triển của bốn vực Cửu Châu. Cả hai vẫn đang đánh cờ với nhau. Thiên tri địch, đem nhiếp thiên chú này giao cho ta, vậy ý nghĩa bản thân hắn chỉ sợ không có khả năng thi triển chú ngữ này. Trận chiến tranh kia hẳn là đã hao hết tất cả lực lượng của hắn. Tạm thời đến xem ta là an toàn, hắn không cách nào sinh ra ảnh hưởng đối với ta, cũng không cách nào sinh ra ảnh hưởng đối với ngoại giới, tin tức của ta cũng sẽ không tiết lộ. Trong đầu Lý Thanh cấp tốc vận chuyển, không ngừng phân tích nguy hiểm trong đó. Dùng ngọc bản tiến hành một lần nữa hoàn nguyên. Lấy được đáp án, thiên chi địch và thiên lực lượng quả thật bị kiềm chế hoàn toàn. Chỉ có ở thời khắc cuối cùng bị phong ấn truyền ra ngoài đại lượng phương pháp tu hành. Từ đó về sau, cũng không thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Cửu Châu tứ vực. Dấu vết bọn họ lưu lại cũng đang kiềm chế lẫn nhau, cũng không cách nào tiếp tục gây ảnh hưởng đối với thế giới. Lý Thanh thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng bắt đầu hành động bước tiếp theo. Lý Thanh tương lai lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài bàn Long Thành. Bởi vì hắn triệu hoán chiến lực tiên nhân, tất cả kiếp cảnh, trường sinh đều đã di động đến trong quân doanh. Đẳng cấp thủ vệ giả trong các thành phố lớn giảm xuống trên diện rộng. Toàn bộ Cửu Châu tứ vực đối với hắn tìm kiếm cùng giám sát lập tức suy yếu rất nhiều. Tam thế thân của Lý Thanh đã có thể bắt đầu hành động. Thân tương lai đi tới bên ngoài bàn Long Thành. Trực tiếp thi triển đại phục chế thuật. Phục chế thân tương lai lặng lẽ bước ra. Trong tay hắn cầm lá bùa phong ấn ký ức Tôn Càn Khôn. Phục chế thân tương lai nhanh chóng thi triển thần ẩn thuật, hóa thành một tồn tại vô hình mờ mịt bước vào bàn Long Thành. Tiến vào bàn Long Thành, rất nhanh đã tìm được chỗ Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn vẫn ở trong tiểu viện của hắn. Hắn đã về tới tiểu viện của mình, cách mấy ngàn dặm tổng kết toàn cục. Thông qua phương pháp truyền tin cự ly xa, hạ đạt đủ loại mệnh lệnh. Đây chính là địa phương khác biệt giữa thế giới tiên đạo và thế giới phàm nhân. Truyền tin cự ly xa cũng có thể làm được tức thời thư tín, chỉ cần có đủ thủ đoạn đều không phải vấn đề. Tôn Càn Khôn vẽ phác thảo trong phòng mình, xử lý các loại công văn. Ngoài viện của hắn thì là có mấy vị tu sĩ thần hồn đang trông coi. Nhưng bọn họ lại không thể phát hiện ra sự tồn tại của Lý Thanh. Vô thanh vô tức đã bị Lý Thanh chui vào trong phòng Tôn Càn Khôn. Tiếp theo, lại là một đạo pháp thuật được bố trí ra, Đại Tịch Diệt Thuật. Đặc điểm của pháp thuật này là một khi sử dụng, có thể hấp thu tất cả thanh âm trong phạm vi nhất định, tịch diệt hết thảy sinh mệnh, hóa vạn vật thành tĩnh mịch,
phảng phất như địa ngục vô gian. Pháp thuật này đã được Lý Thanh khống chế một cách tinh tế, biến thành một vòng kết cấu giống như kết giới, phong bế toàn bộ căn phòng. Tất cả thanh âm đều không thể truyền ra nữa, ánh sáng từ ngoại giới cũng không cách nào chiếu vào. Chỉ có khí tức của Tôn Càn Khôn là có thể truyền ra ngoài dưới sự khống chế của Lý Thanh. Đây là vì phòng ngừa cường giả thủ vệ bên ngoài phát hiện vấn đề. Theo pháp thuật thi triển, trong phòng trở nên một mảnh đen kịt. Tôn Càn Khôn đang xử lý công vụ lập tức cứng đờ. Nhưng sắc mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh, trực tiếp buông bút trong tay xuống. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, không biết các hạ là ai, muốn tới giết ta. Phục chế thân tương lai của Lý Thanh không nói gì, mà là đưa tay điểm một cái. Lá bùa trong tay đã hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong đầu Tôn Càn Khôn. Ánh mắt Tôn Càn Khôn mờ mịt, khí tức cả người dao động không thôi. Hơn nửa ngày khí tức của hắn mới bình tĩnh lại. Trong ánh mắt khôi phục một tia linh động, ánh mắt nhìn về phía phục chế thể của Lý Thanh. Đạo hữu lần này có chút lớn mật, thế mà trực tiếp tới gặp ta. Yên tâm đi, ta đây cũng chỉ là một bộ phục chế thể, tùy thời có thể tiêu diệt, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nghe nói như thế, Tôn Càn Khôn cũng khẽ gật đầu. Thế cục bây giờ lâm vào một loại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng phía nam sẽ có đại biến. Gần đây dường như đạo binh trong chân bảo đạo có dị động. Bọn họ đang tiến quân về phía bình nguyên Bách Thảo. Xem bộ dáng bọn họ, tựa như muốn giải quyết yêu tộc Nam Cương trước. Nhưng đại quân của Lý Thanh Liên và Phan Thành Phượng đang ở gần đây, bọn họ lại ra tay với yêu tộc. Vấn đề trong này cũng rất lớn. Ta cảm giác hình như có một đôi tay vô hình đang thôi động, mà đôi tay này vượt qua phạm vi giám sát của chúng ta. Sau khi Tôn Càn Khôn khôi phục tất cả ký ức, trong nháy mắt liền làm rõ rất nhiều thứ. Lý Thanh mỉm cười, ngươi đoán không sai, trong này quả thật có người đang thúc đẩy. Là gián điệp dưới trướng tứ đại quái dị Logic trí tuệ, xếp vào dưới trướng chân bảo đạo thiên mệnh chi tử, đang phát huy tác dụng. Bọn họ muốn thúc đẩy toàn bộ năm vị thiên mệnh quyết chiến ở Bách Thảo Bình Nguyên. Nói xong, Lý Thanh nói hết những suy luận quái dị về trí tuệ mà mình phát hiện ra, còn có kế hoạch của tiên nhân cho Tôn Càn Khôn nghe. Tôn Càn Khôn là nhân vật nào, trong nháy mắt liền nắm chắc được ảo diệu trong đó. Trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, quái dị tiên nhân cùng Logic trí tuệ xem ra đều gấp. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, nhiều lần xuất thủ, lẫn nhau dẫn dụ, đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Bất quá nếu đạo hữu có thể biết những tin tức này, xem ra chúng ta đã có người ở tầng cao. Lý Thanh khẽ cười, đúng vậy, chúng ta có một gián điệp cao cấp nhất đó. Hắn có thể cung cấp tin tức đáng tin cậy ở mức độ tương đối. Chương 1106, có thể từ bỏ, trận pháp khó coi. Ngươi muốn ta khôi phục ký ức, là hy vọng ta phối hợp chuyện này. Lý Thanh khẽ gật đầu, đúng vậy, tiếp theo ta hy vọng. Ngươi có thể thúc đẩy Phan Thành Phượng gia nhập trận chiến này. Đồng thời, trong cục diện ba phần thiên hạ, Phan Thừa Các có thể bị từ bỏ. Ngươi phải nghĩ cách khiến Phan Thành Phượng thua trong tay Lý Thanh Liên. Đương nhiên, có thể đánh bại hai vị thiên mệnh chi tử của chân bảo đạo. Lúc này đây, chết cực có thể là tiên nhân của chân bảo đạo. Đến lúc đó mất đi chỗ dựa của tiên nhân, chân bảo đạo cùng chư tử bách gia liền không có gì khác biệt. Mà sau lưng các ngươi có mấy vị kiếp cảnh, đủ để áp chế tu sĩ kiếp cảnh còn lại của chân bảo đạo. Sau khi các ngươi liên thủ đánh bại Nam Cương yêu tộc, muốn đánh bại chân bảo đạo lại càng dễ dàng. Cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất ở sau khi Nam quân đại chiến, để Lý Thanh Liên đạt được thắng lợi. Đương nhiên, trong quá trình này ngươi nhất định sẽ bị bắt làm tù binh. Trong quá trình này, nhất định phải thể hiện ra thực lực của mình, để Lý Thanh Liên chú ý tới ngươi, cuối cùng cho dù bị bắt làm tù binh, cũng sẽ bị chiêu hàng. Sau đó triển lộ khí tiết nhất định, lại thuận thế quy về dưới trướng Lý Thanh Liên. Quá trình này tất nhiên không thể thiếu, người mai phục chúng ta thổi gió, ngươi nhất định phải tạo thành bộ dáng quân sư vô thượng. Mà thất bại nhất định phải do Phan Thành Phượng tự mình độc đoán tạo thành. Sau đó nhiều lần thành lập công huân, một lần nữa leo lên vị trí cao tầng hạch tâm. Chi tiết trong đó thì cần chính ngươi khống chế. Tôn Càn Khôn lúc này nghe được muốn từ bỏ Phan Thành Phượng, không khỏi nhíu mày. Muốn từ bỏ Phan Thành Phượng, hiện tại thời điểm này đáng giá sao? Đương nhiên đáng giá, nhà bọn họ chung quy quá yếu. Tôn Tử là một lá vương bài trong tay chúng ta. Liên quan đến tương lai khi xây dựng thiên đạo luân hồi,
chúng ta có thể nắm giữ được một bước mấu chốt của đại thế hay không. Cho nên binh gia quan trọng hơn Phan Thành Phượng nhiều. Lý Thanh cũng không giấu giếm Tôn Càn Khôn quá nhiều. Hắn vẻn vẹn chỉ nói mấy câu, Tôn Càn Khôn tựa hồ đã biết tình huống trước mắt. Tôn tử có thực lực này có thể lực áp quần hùng. Hắn có thực lực 100%, có thể trấn áp tất cả mọi người dưới tiên nhân. Tôn Càn Khôn khẽ gật đầu, như vậy kế hoạch ta sẽ sửa đổi. Phan Thành Phượng sẽ bại vong trong trận đại chiến này. Mà ta cũng sẽ thuận Lý Thành Trương đưa về dưới trướng Lý Thanh Liên. Lý Thanh khẽ gật đầu, nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là phàm nhân, cho nên ngươi cũng phải chú ý, ta sẽ lưu lại một đạo pháp thuật trong tinh thần của ngươi. Thời khắc phong ấn tất cả tin tức liên quan đến ta. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có người đến dò xét trí nhớ của ngươi. Tôn Càn Khôn khẽ gật đầu, ta hiểu, chuyện này không thể tránh khỏi. Dù sao từ lúc ta bắt đầu không tu công pháp, điểm này liền chạy không thoát. Sau khi hàn huyên với Tôn Càn Khôn một lúc, thần minh của Lý Thanh đã lặng lẽ sụp đổ và biến mất. Tôn Càn Khôn nhìn Lý Thanh biến mất, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, toàn bộ quá trình không có bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng hắn hơi nhắm mắt, thật lâu không thể mở ra, trong lòng hiển nhiên cũng có chút không bình tĩnh. Tin tức hôm nay hắn nhận được khiến hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Kế hoạch của hắn và Lý Thanh đã đạt tới một độ cao mới. Cùng nhau đi tới, hắn cũng cảm giác có chút mộng ảo. Nhưng tất cả đều đang tiến về phía kế hoạch của bọn họ. Thiên hạ như ván cờ, ngươi vừa hát xong, ta lên đài. Ha ha ha, chúng ta lại đấu một trận đi. Xem chúng ta rốt cuộc có thể phá tan bầu trời hắc ám này hay không. Ý chí chiến đấu trong lòng Tôn Càn Khôn sục sôi, cả người tràn ngập một loại ý chí kiên định. Sâu trong tâm linh của hắn, linh tính thuộc về bàn long đang hơi nở rộ ra quang mang. Đó là một tia ánh sáng màu xanh tựa như hình rồng, ánh sáng màu xanh nhàn nhạt nở rộ chiếu rọi tinh thần của hắn. Trong tinh thần của hắn, hình như có vô số đường nét đang lóe lên, đó là ý niệm trong lòng hắn. Những ý niệm này lóe lên, dường như lấy linh tính hình rồng làm trung tâm, tạo dựng ra một kết cấu thần bí kỳ diệu. Loại kết cấu này dường như khiến năng lực tư duy của hắn tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Đây hiển nhiên chính là nguyên nhân Tôn Càn Khôn có năng lực suy nghĩ cường đại như thế. Nguồn gốc từ năng lực linh tính của rồng. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, Tôn Càn Khôn lần nữa cầm bút lên, thân thể ngồi nghiêm chỉnh, tràn ngập một loại khí chất kỳ lạ. Bút lông múa bút thành văn trên công văn, một thiên chiến lược văn chương hoàn toàn mới cùng với miêu tả ra, rất nhanh sẽ chuyển tới trong tay Phan Thành Phượng. Nam Châu, thần minh thân lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Thần minh nhìn thảo nguyên xanh biếc mênh mông vô bờ, trên mặt lộ ra một tia say mê. Thật sự là quá đẹp. Đại thảo nguyên màu xanh mênh mông vô bờ, chiếm diện tích ít nhất hơn 100 dặm. Cuối thảo nguyên, bốn phía đều là núi cao trùng điệp, nơi này là một địa khu đặc biệt. Lý Thanh lặng lẽ quan sát xuyên qua ánh mắt của thần minh. Khẽ gật đầu, là một nơi tốt để quyết chiến. Chỉ cần khóa lại thông đạo của các tòa núi lớn, muốn xâm nhập lãnh địa của thế lực khác, sẽ vô cùng khó khăn. Đại quân yêu tộc từ nơi này đến, muốn xâm nhập địa bàn bất cứ một vị thiên mệnh nào cũng không tránh khỏi dãy núi ngăn trở. Nhưng người ra tay đầu tiên chắc chắn không phải là yêu tộc. Lý Thanh nhìn về phía dưới bình nguyên Bách Thảo. Có chút lóe lên, nhẹ nhõm chìm vào dưới mặt đất. Trong mắt hắn lóe lên hư ảo cùng với chân thực chi đồng. Môn pháp thuật này có thể nhìn thấu hết thảy tồn tại hữu hình vô hình. Hắn yên lặng quan sát cẩn thận, rất nhanh hắn liền nhíu mày. Dưới mặt đất của hắn thế mà không nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì, nhưng hắn có thể xác định nơi này tuyệt đối có cạm bẫy đã bố trí tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn yên lặng bắt đầu quan sát theo con đường phong thủy trong thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư, dọc theo địa mạch quan sát toàn bộ từ trường phong thủy bình nguyên. Rất nhanh hắn liền phát hiện ra một ít manh mối. Phong thủy từ trường có lực lượng thần bí nào đó sinh ra quấy nhiễu. Loại quấy nhiễu này rõ ràng đã nhiễu loạn từ trường hoạt động. Hắn nhanh chóng suy tính trong đầu, dịch đạo ngoại trừ tính toán thiên cơ, đồng dạng còn có năng lực mô phỏng. Một vùng bách thảo bình nguyên hư ảo xuất hiện trong đầu hắn. Một mảnh từ trường phong thủy, địa mạch xuất hiện trên thảo nguyên lập thể. Biến hóa rất nhỏ của từ trường đều bị hắn nhìn ở trong mắt, sau đó không ngừng phản hồi đến mặt đất và dưới mặt đất của bình nguyên bách thảo. Cuối cùng, hắn xác định được 365 điểm vị kỳ lạ. Một khi những điểm vị này bại lộ, thần minh thân sẽ nhanh chóng tới gần vị trí điểm vị. Sau khi đến nơi, sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng.
ánh mắt hắn vẫn không thấy bất cứ biến hóa nào. Những điểm vị này nhìn qua cùng khu vực bốn phía không có bất kỳ một chút xíu khác biệt. Cùng lúc đó, thần linh thân thi triển ra chư thiên văn minh trường hà. Trong nháy mắt xông vào thế giới tinh thần của một con giun trong đất bùn. Con giun cứng đờ, sau đó bắt đầu đào đất về vị trí điểm tâm. Con giun nhanh chóng leo lên, mà thần linh thì là nhanh chóng lui về phía sau, hóa thành một hạt bụi nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh con giun đã đến biên giới, nhưng ngay khi con giun chui vào, nó lại biến mất trong hư không, giống như chưa từng tồn tại. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Thanh nhảy dựng, quả nhiên có vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1107, Phong Thủy Nhất Châu, Dưỡng Thần Đại Trận. Hắn nhíu mày, đây là bẫy dập thứ hai, không đến lúc bạo phát thì căn bản không nhìn ra. Tùy tiện xông vào sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, quên đi, dù sao trận pháp này không quan trọng. Ta muốn tìm chính là trận pháp đệ nhất trọng của bọn hắn. Đó mới là điểm mấu chốt của toàn bộ sự kiện. Phân thân sắp thành hình cũng ở trong đó. Hy vọng có thể ngăn cản hắn, nếu không vấn đề sẽ rất lớn. Vẻ mặt của Lý Thanh vô cùng nghiêm túc. Nếu không thể ngăn cản được, dấu vết của thiên địch rất có thể sẽ triệt để khống chế tương lai của cả bốn vực cửu châu. Thần linh dưới sự khống chế của hắn đi xuống dưới mặt đất. Hai mắt lóe ra hư ảo cùng chân thực chi đồng, bản thể vận chuyển dịch đạo. Tất cả phong thủy đại thế, địa mạch lưu động dưới đất đều hiện ra trong mắt hắn. Trước mặt hắn xuất hiện một tờ giấy to lớn, hắn yên lặng bắt đầu phác họa đồ án địa mạch. Đồng thời vẽ hình thái cụ thể của phong thủy đại thế. Một hình ảnh mông lung mà to lớn đang chậm rãi xuất hiện. Thân thể thần minh bao quanh khu vực phạm vi trăm dặm không ngừng thăm dò. Vô số tin tức đang điên cuồng bị hắn thu thập hội tụ. Tất cả tin tức phong thủy ẩn chứa trong thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư đều bị hắn điều động. Không ngừng phân tích lý giải, dần dần dưới sự suy tính của dịch đạo, trong mắt của hắn xuất hiện một thế giới hư ảo. Đây là một thời không độc lập, là do địa mạch, phong thủy đại thế ngưng tụ thành nhiều tầng thời không. Mảnh thời không độc lập này ẩn giấu ở trong thế giới hiện thực, được toàn bộ đại thế phong thủy Nam Châu bảo vệ. Lấy lực lượng một châu tựa hồ đang cung cấp nuôi dưỡng cái gì tồn tại. Lúc này, thần minh thân đã đi tới một chỗ đặc thù của phong thủy địa mạch. Địa mạch phong thủy này nối liền với thời không thần bí, là một trong những điểm chú ý chủ yếu của phong thủy đại thế. Hắn yên lặng lấy ra một cây điểm huyệt mộc. Đây là trải qua luyện chế đặc thù, tác dụng là có thể điểm huyệt, hội tụ địa mạch khí. Đồng thời cũng có thể thăm dò các loại đường vân phong thủy, kết cấu phong thủy vân vân. Bản thân cũng không phải là pháp khí, mà là một loại lôi kích mộc đặc thù điêu khắc mà thành. Trên đó có đường vân phong thủy, có thể sinh ra cảm ứng đối với rất nhiều phong thủy đại thế. Lý Thanh nhẹ nhàng chạm vào địa mạch này. Lập tức, phong thủy đại thế ẩn chứa trong địa mạch lại có một tia chảy vào trong điểm huyệt mộc. Điểm huyệt mộc dưới sự dung nhập của phong thủy đại thế, tràn ngập quang mang kỳ diệu. Loại ánh sáng này cũng chảy vào trong cơ thể thần minh. Thoáng cảm ứng, tinh thần của hắn tựa hồ theo điểm huyệt mộc chảy vào trong phong thủy đại thế. Một tia tinh thần dọc theo phong thủy đại thế rót vào thời không thần bí. Tinh thần quan sát dao động của phong thủy đại thế, có thể nhìn thấy trong đại thế ẩn chứa một tia đường vân phong thủy. Những đường vân này tựa như một người dẫn đường, dẫn dắt xu thế vô hình của toàn bộ sông núi, mặt đất, dòng sông hình thành lên. Dưới sự dẫn dắt của hoa văn phong thủy, lấy một loại trạng thái kỳ diệu hòa làm một thể. Cuối cùng biến thành một loại lực lượng vô hạn cường đại. Loại lực lượng này vô cùng khủng bố, tùy ý đều có thể rời núi lấp biển, thậm chí thay đổi địa hình địa mạo, hoàn cảnh khí hậu. Đây là một loại thủ đoạn vô cùng cường đại, khu động lực lượng tự nhiên, hình thành sức mạnh vô biên. Bản thân phong thủy sư có lẽ không mạnh, nhưng chỉ cần có đại địa núi non sông ngòi tồn tại, chỉ cần có đủ tài liệu, bọn họ có thể sáng lập ra đại trận phong thủy cường đại vô hạn. Cảm nhận được sự kỳ diệu ẩn chứa trong đại trận này, Lý Thanh cũng không khỏi tán thưởng. Thật sự là thủ đoạn cao minh. Sợ rằng tòa đại trận này cũng giống như tòa đại trận phong thủy mà ta từng gặp phải, đều là vì bồi dưỡng ra tiên nhân địch nổi trong thời gian dài. Lúc này, tinh thần của hắn đã lặng yên chảy xuôi tiến vào biên giới thời không bên trong. Sau khi tinh thần đi tới nơi này, hắn lập tức cảm thấy trong mảnh thời không này nhiều hơn một cỗ lực lượng không biết. Cỗ lực lượng này
khác với phong thủy đại thế, là một loại trận pháp ẩn chứa lực lượng logic. Cường độ logic này có chút vượt quá tưởng tượng, chí ít đã vượt qua logic tầng dưới chót. Hơi cau mày, xem ra lại là một tòa lực lượng liên quan đến khái niệm logic hoặc là khái niệm logic mô hình ban đầu. Trong ánh mắt tràn ngập một tia ngưng trọng, lực lượng này chặn tinh thần hắn, chỉ có phong thủy đại thế thuần túy mới có thể chảy vào trong đó. Bất cứ lực lượng dị thường nào khác đều không thể tiến vào. Sắc mặt Lý Thanh càng trở nên nghiêm trọng hơn, muốn phá giải loại phong tỏa này cũng không dễ dàng. Lúc này, một tia tinh thần tràn ngập ra lực lượng chư thiên văn minh Trường Hà. Một đạo hào quang màu vàng kim nhàn nhạt theo phong thủy đại thế phóng về phía tòa đại trận thần bí này. Nháy mắt đụng vào, lực lượng chư thiên văn minh Trường Hà đã bị một cỗ dao động kỳ diệu đụng nát bấy. Hoàn toàn không có bất kỳ bất ngờ nào, gần như vừa chạm vào đã vỡ nát. Vẻ mặt Lý Thanh có chút nghiêm túc. Hắn không ngừng lợi dụng một tia tinh thần này, thi triển pháp thuật phương diện tinh thần, tiến hành thăm dò lực lượng logic bên trong trọng điệp thời không. Mà tinh thần của hắn thì là ở trong quá trình quan sát va chạm hiển lộ ra bất cứ dấu vết nào. Hắn phải thu thập đủ tin tức mới có thể thông qua ngọc bản tiến hành khôi phục như cũ. Thông qua nỗ lực không ngừng, hắn quan sát được mỗi một lần va chạm sinh ra. Nơi va chạm đều sẽ có đường vân quang mang mỏng manh lóe lên. Nhìn những đường vân quang mang lấp lóe này, đó hiển nhiên là đường vân trận pháp nào đó. Lý Thanh đã chuẩn bị càng nhiều giấy trắng, từng chút phác họa ra hoa văn nhìn thấy. Thông qua không ngừng biến hóa phương vị, di động trong từng địa mạch, dần dần phác họa ra một trận pháp kết cấu lập thể. Kết cấu trận pháp này là do vô số đường vân nhỏ bé cấu thành, không hoàn mỹ, thậm chí chỉ triển lộ ra 1% bản thể. Nhưng đối với ngọc bản mà nói cũng đã đủ rồi. Đóng thông tin về phong thủy đại trận và trận pháp thần bí lại thành sách. Lý Thanh cầm bút viết xuống. Bản cũ, bố trí của quái dị logic trí tuệ dưới bình nguyên Bách Thảo. Dưới bình nguyên Bách Thảo có một đại trận phong thủy khổng lồ lan đến toàn bộ Nam Châu. Trận pháp này vô cùng đặc biệt, hội tụ xu thế sông núi đại địa thủy mạch toàn bộ Nam Châu tẩm bổ, trong đó có một quan tài. Phong thủy sư bên trong chỉ sợ là vì hóa thành tồn tại tiên nhân địch nổi mới bố trí trận pháp này. Trận pháp cấu thành. Bốn đại logic trí tuệ quái dị phát hiện sự tồn tại của đại trận phong thủy này, lẻn vào trong đó bố trí một tòa trận pháp thần bí. Uy năng của trận pháp này vô cùng cường đại, trong đó ẩn chứa ít nhất khái niệm khái quát ban đầu về sức mạnh logic. Có lẽ là một vị thần bí khó lường nào đó. Trận pháp cấu thành. Bản mới. Nguyên do của phong thủy đại trận. Trận này là vì hội tụ toàn bộ sông, núi, đại địa, phong thủy đại thế của Nam Châu, uẩn dưỡng thần của một châu mà tồn tại. Cái gọi là thần của một châu, đó là chúa tể sông núi đất đai tất cả tự nhiên chi thần, một khi thành tựu liền cùng thiên địa nhất thể, thiên địa bất diệt mà thần bất diệt, thiên địa diệt thì thần diệt. Uy năng của nó vô hạn, có thể địch tiên nhân. Chính là phong thủy chi đạo, tập hợp tác phẩm đại thành. Trận này tên là Sơn Xuyên Giang Hà Trận. Chương 1108, cắt đứt phong tỏa, trận này khó vào. Sơn Xuyên Giang Hà Trận, loại phong thủy đại trận khác. Bố trí vật liệu Sơn Chi Linh, Thủy Chi Can, Đại Điện Nhũ, Chúng Sinh Đại Tế Hương Hồi. Phương pháp bố trí, nhất bả đem tất cả tài liệu điều hòa thành phong thủy mặc thủy. Hai chọn lựa một châu có 9981 dãy núi, địa mạch, thủy mạch, lấy phong thủy mặc thủy phác họa phong thủy văn lộ dưỡng thần, trói buộc toàn bộ địa mạch, thủy mạch, sơn mạch đối ứng. Sau khi phác họa xong, chọn lựa nơi thanh tú, dùng phương pháp điểm huyệt, dẫn dắt 81 ngọn núi, 81 đầu địa mạch, 81 thủy mạch hội tụ ở dưới mặt đất, tiếp nhập vào điểm huyệt. Hiệu quả bày trận điểm huyệt tự thành thời không, tương dung với chủ thế giới, lại ẩn nấp trong vô hình, khó có thể bị phát hiện, tiến vào. Sau khi chôn vào quan tài, người dưỡng thần tiến vào trong đó. Cần tán tận sinh mệnh dung nhập vào trong thời không, hòa hợp một thể với đại thế của rất nhiều sông núi, từ đó lấy sinh mệnh làm tế phẩm, dẫn núi sông đại thế vào thể dục dưỡng tinh thần hồn phách. Trải qua 99.999 năm, ở năm thứ 10 vạn bị lôi kiếp thiên địa tẩy lễ, một khi vượt qua có thể trở thành thần của một châu, thiên địa bất diệt mà thần bất diệt. Phiên bản mới 2. Tứ đại bố trí quái dị. Tứ đại trí tuệ có logic quái dị, bố trí tên là điên đảo thiên địa đoạn tuyệt vận mệnh thời không đại trận. Trận pháp này bắt nguồn từ một vị thời không thiên đạo trong vũ trụ vô hạn. Mục đích của nó,
là vì thu thập càng nhiều tinh khí. Trong trận pháp sẽ ẩn chứa khái niệm khái quát ban đầu của vị thiên đạo thời không kia. Vượt qua logic tầng dưới chót, nhưng lại không đạt được khái niệm logic hoàn chỉnh. Nhưng chỉ cần rót sức mạnh vào là có thể trói buộc giết chết bất kỳ tồn tại dưới khái niệm logic nào. Vì bố trí trận pháp này, quái dị tứ đại logic trí tuệ tiêu hao một nửa tinh khí tích lũy của quái dị thế giới. Đó là 1/50 của thế giới này trong mấy vạn năm qua, vô số sinh mệnh sản sinh ra tinh khí. Trong đó một nửa xuyên thấu qua đại trận này, bị truyền tống đến một phương khác trong vũ trụ vô hạn. Vị thời không thiên đạo kia sẽ tuân theo tọa độ của đại trận, chạy về phía Cửu Châu tứ vực. Bốn quái dị logic đại trí tuệ đã có quyết định vì để tránh bị tính kế lần nữa. Lý Thanh này biết được toàn bộ tin tức, bọn họ chỉ có 3 phương hướng hành động. Cuối cùng tiến vào trong trận pháp là 4 đến 5 vị tiên nhân, bọn họ liền vây giết một vị hoặc là 2 vị tiên nhân còn lại. Nếu như tiến vào toàn bộ, bọn họ sẽ trực tiếp phá hủy tất cả văn minh nhân loại trên mặt đất. Nếu 3 vị tiến vào, bọn họ sẽ từ bỏ kế hoạch lần này, dù phải trả giá lớn hơn nữa. Điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận, loại trận pháp khác nhau. Bố trí tài liệu thời không chi xa, hư không chi thạch, nhân quả nguyên tinh, mảnh vỡ vận mệnh, thiên chi huyết, địa tủy, ngũ kim chi tinh, nghịch loạn chi hồn. Phương pháp bố trí: một ngũ kim chi kim luyện chế thành 7749 cột cờ. 2 viên đá hư không, cắt thời không, nhân quả nguyên tinh sau khi nghiền nát, hóa thành một thể, dung nhập vào hồn nghịch loạn, hóa thành một sợi tơ, bện thành 7749 mặt cờ. 3 mảnh vỡ vận mệnh, thiên chi huyết, địa chi tủy hòa làm một thể hóa thành mực nước, đem mặt cờ cùng cột cờ kết nối, đang viết điên đảo thời không vận mệnh khốn thần. Bố trí hiệu quả trận này một khi bố trí, trước khi lực lượng trận pháp hao hết, chỉ cần không phải lực lượng khái niệm logic, liền vĩnh viễn không cách nào phá tan tòa trận pháp này. Nhìn tin tức trên miếng ngọc vẫn còn nguyên, Lý Thanh không khỏi nhướng mày. Những thứ trí tuệ quái dị này, thật đúng là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Muốn lại lợi dụng tâm lý may mắn của bọn họ, đã không thể nào. Tôn tử một chiêu này chuẩn bị ở sau, chỉ sợ cũng không dùng được. Như vậy khả năng duy nhất có thể giải quyết chính là một vị tiên nhân. Lý Thanh yên lặng quan sát đại trận phong thủy và trận pháp điên đảo được tạo ra từ ngọc bản. Tin tức về hai trận pháp nhanh chóng hiện ra trong miếng ngọc. Hắn yên lặng cảm thụ bí mật của hai tòa trận pháp, rất nhanh đã rõ như lòng bàn tay đối với tình huống của hai tòa trận pháp. Nhưng hiểu rõ như lòng bàn tay, hắn cũng phát hiện tình huống rất phiền phức. Lấy lực lượng của hắn hiện tại, cho dù biết điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận cũng không cách nào tiến vào trong đó. Bởi vì sau khi tòa trận pháp này mở ra, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ sơ hở cùng đường nhỏ tiến vào. Chính là một không gian phong bế thuần túy, chỉ có người chủ trận mới có quyền lợi tự do ra vào. Lúc này, tòa trận pháp này đã dung nhập vào trong thời không do phong thủy đại trận ngưng tụ, tạo thành kết quả chính là cho dù phong thủy đại trận có sơ hở hắn cũng không cách nào đi vào. Chân mày lập tức nhăn lại, vậy thì phiền toái rồi. Không có cách nào đi vào, ta không có cách nào động tay chân ở trong trận pháp này. Vốn dĩ suy nghĩ của ta là xây dựng trận trong trận ở trong trận pháp, giống như trận chiến ở kinh thành. Hiện tại xem ra, không có khả năng hoàn thành. Sử dụng đại phạn thiên vạn vật vũ trụ thống nhất đại chú thì sao? Sau khi hơi suy tư, hắn lại lắc đầu. Thứ này e là cũng không thể dùng. Dù sao chú ngữ này rất đặc thù, trận pháp là cấp bậc khái niệm logic ban đầu, trừ phi ta có vật logic tầng dưới chót dùng để hiến tế mới có thể thu trận pháp này về cho mình dùng. Hơn nữa cho dù thu để mình dùng, cũng chỉ là quyền khống chế, không có quyền khống chế thực chất. Bên trong còn có phân thân của thiên, nhưng là khái niệm bản chất hàng thật giá thật. Chú ngữ này cũng không nhất định có thể thành công. Một khi thi triển, nói không chừng còn sẽ khiến chủ nhân chân chính phía sau chú ngữ này chú ý. Lần này phiền toái rồi, không ngờ ở khâu quan trọng nhất lại xảy ra vấn đề. Phân thân của thiên cũng đang dung nhập vào thi thể biến hóa bên trong. Nếu thời gian chậm, lấy thủ đoạn của thiên chi địch, cửu tự nhiếp thiên chú chưa chắc đã không lưu truyền ra ngoài. Lực lượng của bọn họ ở quá khứ xa xôi, chưa chắc đã không thể nhìn thấy tương lai, hơn nữa lưu lại một tay khác để ghi chép. Biện pháp tốt nhất là ngăn cản thiên chi phân thân xuất hiện. Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia suy tư. Nan đề này rất phiền phức. Khái niệm mô hình logic phong tỏa phiến thời không kia, thời gian không gian vận mệnh thiên cơ,
hết thảy đều bị chặt đứt, nơi đó tạm thời chính là một cái hắc động độc lập. Nhưng phong thủy không bị cắt đứt, bởi vì cần phong thủy đại thế duy trì sự tồn tại của không gian, đây là một sơ hở. Cũng chưa chắc đã không có cách, chỉ có điều tiêu hao chỉ sợ rất lớn. Ánh mắt Lý Thanh không ngừng lấp lóe, từ nơi sâu xa đã có dự định. Lý Thanh hiện tại đang ngồi khoanh chân, dịch đạo vô thanh vô tức vận chuyển. Tinh thần của hắn tăng lên vô hạn, dung nhập vào trong vòng xoáy màu vàng mờ mịt, ánh mắt của hắn tựa hồ đạt tới một độ cao kinh người. Tất cả mọi thứ của bốn vực cửu châu dường như đều thu hết vào mắt, tuy rằng thiên cơ trưởng hà đã biến thành một thế giới hỗn loạn, nhưng những nơi hỗn loạn này cũng có thể được hắn nhìn thấy. Lúc này, nguyện vọng thuật phát động. Môn pháp thuật này đặc biệt nhất, chỉ cần có thể tiêu hao đầy đủ lực lượng, liền có thể sinh ra biến hóa kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1109, Nguyện vọng chi lực, kiềm chế lạc ấn. Chớp mắt tiếp theo, Lý Thanh chậm rãi mở miệng. Đem tin tức hai chữ nhiếp thiên này dung nhập vào đại thế phong thủy, truyền vào điên đảo thiên địa đoạn tuyệt vận mệnh thời không đại trận dưới Bách Thảo Bình Nguyên. Tin tức muốn biến thành bản thân phong thủy đại thế, sau khi tiến vào thời không thần bí, dung nhập khí tức của thiên cảm nhiễm trong lòng tồn tại. Khi nguyện vọng thuật được kích hoạt, một lực hút khổng lồ bộc phát, sức mạnh của Lý Thanh lúc này giống như nước chảy. Lý Thanh biết trước mắt lực lượng của mình không đủ để duy trì chuyện này. Thân tương lai, lực lượng của thân quá khứ cũng thông qua tâm linh ấn như thủy triều tràn vào trong cơ thể hiện tại. Dòng lũ mênh mông bắt đầu khởi động, gần như hút khô toàn bộ lực lượng của ba bộ thân thể, nhưng hiệu quả của nguyện vọng thuật còn chưa có hoàn thành. Lý Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể rút một lượng lớn tinh khí từ trong động thiên tị kiếp. Thông qua ấn ký tinh thần và tâm linh ấn trong hạt giống máu thịt, truyền tinh khí vô tận vào trong cơ thể. Không có bất kỳ luyện hóa nào, trực tiếp từ trong cơ thể biến mất. Lượng lớn lực lượng không ngừng biến mất, đảo mắt chính là tinh khí thạch tinh cấp chú khí vượt qua 1.000 vạn cấp bậc triệt để bị hấp thu sạch sẽ. Thẳng đến lúc này, nguyện vọng thuật mới triệt để đình chỉ hấp thu. Lực lượng khổng lồ như thế thôi động nguyện vọng thuật, một cỗ lực lượng thần bí mà mờ mịt tràn vào phong thủy đại thế dưới mặt đất. Đại thế phong thủy này đến từ toàn bộ Nam Châu, trong đó ẩn chứa uy lực vô tận. Nói một câu hội tụ linh khí Nam Châu, tạo hóa của thiên địa cũng không quá đáng. Lực lượng của nguyện vọng thuật vô thanh vô tức dung nhập vào trong đó, trong lúc mơ hồ đối với phong thủy đại thế sinh ra chút ít ảnh hưởng. Trong đại thế, lợi dụng bản thân đại thế, tạo dựng ra ba chữ tin tức nhiếp thiên chú. Bởi vì tin tức này là lợi dụng bản thân phong thủy đại thế xây dựng ra, cho nên tin tức ba chữ có thể cùng chỉnh thể phong thủy đại thế hoàn mỹ dung hợp. Phong thủy đại thế có chút cùng loại với từ trường, mà bản thân từ trường cũng là hữu hình, cũng có thể ghi chép tin tức, nguyện vọng thuật chính là làm thủ đoạn tương tự. Đại thế phong thủy ngập thiên dọc theo bố cục phong thủy nguyên bản, tràn vào trong Sơn Xuyên Giang Hà dưỡng thần trận. Phong thủy đại thế vốn là muốn tẩm bổ người mai táng trong đó. Cho dù bây giờ đối phương đã biến thành quái dị thần bí, nhưng phong thủy đại thế vẫn sẽ cuồn cuộn không dứt chảy vào trong đó, trở thành một bộ phận của hắn. Chỉ có điều loại tẩm bổ này cũng không phải là lực lượng thuần túy tăng lên, mà là một loại tăng lên về bản chất sinh mạng. Loại lực lượng này đang bị khí tức của thiên hấp thu. Hai chữ tin tức ẩn chứa trong phong thủy đại thế, trong nháy mắt đã truyền vào trong cơ thể đối phương. Khí tức của thiên cũng tự nhiên hấp thu nội dung của hai chữ này. Mà theo hai chữ này bị khí tức của thiên bắt được, chuyện thần bí lặng yên không một tiếng động đã xảy ra. Dường như từ nơi sâu xa, có một đạo ý chí thần bí tiếp nhận được tin tức này. Một tia dấu vết lạc ấn của thiên địa trải rộng khắp cửu châu tứ vực, sớm đã hoàn toàn hòa thành một thể với cửu châu tứ vực. Vốn một tia dấu vết này đang chậm rãi chuyển động, hướng về vị trí Bách Thảo Bình Nguyên hội tụ từng chút một. Bây giờ lại bỗng nhiên dừng lại, dọc theo con đường ban đầu lặng lẽ trở về, một lần nữa ẩn nấp ở giữa thiên địa của bốn vực cửu châu. Lý Thanh không cảm nhận được sự thay đổi này. Sự thay đổi này vô cùng mờ mịt, không phải hắn có thể cảm nhận được. Nhưng hắn cảm thấy sự thay đổi đến từ bên trong thiên chi phong ấn. Thân ảnh Marseille vẫn đang ở trên tế đàn, một loại ánh mắt vô danh nhìn chăm chú, rơi vào ba đại thân thể của hắn. Loại nhìn chăm chú này cũng không có địch ý, chỉ là một loại nhìn kỹ khó hiểu. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia cảnh giác,
hơi rời xa lối vào phong ấn của thiên đạo, ở vào một vị trí có thể tùy thời thoát ly an toàn. Cho dù đối phương có thể phát động thiên chi phong ấn làm gì đó, dưới tình huống xấu nhất, hắn cũng có thể trong nháy mắt để cho toàn bộ thân thể của mình tử vong, trực tiếp sống lại ở bên trong tị kiếp động thiên. Mức khắc chậm rãi biến mất, không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì, giống như chưa từng xuất hiện qua. Nhưng Lý Thanh sẽ không vì nguyên nhân này mà phớt lờ. Xem ra kế hoạch thành công, Thiên đã tiếp nhận được tin tức của ta. Chỉ cần dấu vết của Thiên và Thiên vẫn còn ở trong bốn vực cửu châu đánh cờ, bốn vực cửu châu có thể ổn định cân bằng. Khẽ lắc đầu, sự chú ý của Lý Thanh lại lần nữa nhìn về phía vị trí của thời không độc lập. Trong ánh mắt hắn tràn ngập một tia ngưng trọng, như vậy hiện tại vấn đề cuối cùng. Trận chiến tranh này muốn giết chết một vị tiên nhân, nhất định phải lợi dụng trận pháp này làm một điểm mấu chốt. Nhưng trận pháp bên trong phong tỏa thời không độc lập, ta căn bản không vào được. Đại chú thống nhất cũng không đủ tế phẩm, cũng không cách nào tiến hành luyện hóa. Đó là một tử cục, ta muốn giải quyết rất khó khăn. Sắc mặt ngưng trọng, Lý Thanh vắt hết óc suy tư, tìm kiếm phương pháp phá cục. Trong đầu dịch đạo không ngừng vận chuyển, hắn đang điên cuồng suy tính đủ loại khả năng. Một lần lại một lần thất bại xuất hiện ở trong tương lai mô phỏng. Lý Thanh cũng không khỏi lâm vào trầm trọng. Sự kiện lần này, bố trí logic trí tuệ quá hoàn mỹ. Để hắn quả thực không chỗ xuống tay, tất cả thủ đoạn đều không thể đột phá khái niệm hình thức ban đầu. Dù hắn triệu hồi ra khôi lỗi cấp bậc tiên nhân, cũng không cách nào xuyên qua trận pháp phong tỏa khái niệm ban đầu. Lý Thanh cau mày, lâm vào trầm ngâm trên bầu trời của bốn vực cửu châu. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân dâng lên một tia nghi hoặc. Sáu đại tiên nhân đều đang dọn dẹp quái dị tiến công. Nhưng bọn họ cũng luôn chú ý đến biến hóa của bốn vực cửu châu. Chỉ nghe Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nhiên nói. Mấy vị, vừa rồi thế giới bản nguyên của bốn vực cửu châu dường như có dao động. Loại dao động này rất đặc biệt, ta chưa từng cảm nhận được bản nguyên thế giới sẽ phát sinh dao động như vậy. Ngay cả tương lai dường như cũng xuất hiện biến hóa nào đó không biết. Hình như có một luồng sức mạnh thần bí mà không biết, đang thoát ly thế giới bản nguyên. Loại thoát ly này thậm chí ảnh hưởng đến tương lai. Các ngươi có cảm giác này không? Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động nghe vậy nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Ta cũng có cảm ứng. Đạo Chúa Tể của ta Hỗn Động Âm Dương, vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được lực lượng nào đó mất cân bằng giữa thiên địa. Đưa tới âm dương biến hóa yếu ớt, nhưng rất nhanh hết thảy lại khôi phục. Cho ta cảm giác tựa như bên trong thế giới bản nguyên cất giấu tồn tại gì. Nghe nói như thế, trong lòng mấy vị tiên nhân khác nhảy dựng. Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật thanh âm hơi trầm thấp nói. Có thể ảnh hưởng đến bản nguyên thế giới ngoại trừ chúng ta ra, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên và Thiên là kẻ địch trước kia. Bọn họ chém giết thời không thiên đạo đã từng là cửu châu tứ vực, trở thành chúa tể của phương thế giới này. Sức mạnh của bọn họ chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến căn nguyên của toàn bộ thế giới. Mặc dù sau đó, Thiên bị thiên địch phong ấn, lâm vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Nhưng chúng ta nếu có thể bước lên con đường tu tiên này, cũng liền ý nghĩa bọn họ đối với ngoại giới còn có trình độ lực ảnh hưởng nhất định. Loại dao động vừa rồi, cảm giác rất giống với lần đầu tiên ta tiếp xúc với thông tin tu hành trong thiên địa. Nhưng mà loại dao động này càng thêm mịt mờ. Chương 1110, chôn vào trong tâm, phong thủy ký sinh. Lời nói của Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật khiến các tiên nhân khác âm thầm gật đầu. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân thấp giọng nói, sợ rằng Thiên và Thiên Chi Địch đã xảy ra dị biến nào đó mà chúng ta không biết. Thậm chí còn khiến bọn họ muốn vận dụng lực lượng bọn họ để lại trong bốn vực cửu châu. Có khả năng rất lớn là Lý Thanh đã làm gì đó. Người này chính là người duy nhất biết vị trí của thiên chi phong ấn. Nếu như là hắn, tất cả đều có thể giải thích thông. Người này rất có thể đang chuẩn bị âm mưu gì đó, chúng ta phải cảnh giác. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế, trong lòng cũng nhảy dựng. Thanh âm nặng nề nói. Bây giờ trong tay của hắn có một đạo chiến lực khôi lỗi tiên nhân. Lần trước khi hắn hủy diệt quái dị logic trí tuệ trống rỗng, đã vận dụng một tòa trận pháp cường đại. Còn có một nhân vật thần bí có chiến lực tiên nhân. Các ngươi cũng có thể đã nhận ra sự tồn tại của tòa trận pháp kia. Như vậy ta phán đoán, hắn là muốn lợi dụng tòa trận pháp này vây khốn một vị hoặc quái dị logic trí tuệ trong chúng ta. Kết hợp với chiến lực của hai tiên nhân trong tay hắn, hoàn toàn có tư cách vây giết bất kỳ một người nào trong chúng ta.
Đề nghị của ta là trong bất kỳ tình huống nào tiếp theo, chúng ta không thể lạc đàn. Hạn mức thấp nhất cũng phải 3 người ở cùng một chỗ. Đến lúc đó cho dù bọn họ liên thủ với quan hệ logic của tứ đại trí tuệ, 6-3 cũng không có khả năng trong thời gian ngắn giết chết chúng ta, đủ để chống đỡ đến khi viện quân đến. Chúng ta tùy ý 3 người liên thủ, cũng sẽ không yếu ớt giống như ma chủ. Cố thủ đợi cứu viện coi như là 6 vị tiên nhân cấp muốn giết chết chúng ta, không có thời gian 1 tháng trở lên thì cũng tuyệt đối không thể. Điểm này, các vị tất nhiên phải nhớ kỹ. Âm dương đạo quân của hỗn động nghe vậy khẽ gật đầu. Không sai, điểm này vô cùng mấu chốt. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn họ cảm nhận được nguy cơ. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân lại hơi vui mừng. Thật là trùng hợp, 3 người một đội phục bút này liền chôn xuống. Lý Thanh đương nhiên không biết Hạo Nhiên Thánh Nhân đã vô thanh vô tức chôn xuống một cái gai trong lòng mấy vị tiên nhân. Nhìn vô số suy tính tương lai trong đầu, bỗng nhiên, linh quang của hắn lóe lên, một chủ ý tuyệt diệu xuất hiện trong đầu. Như thế có khả năng. Lý Thanh không thông minh lắm, trước đây đều là vì ưu thế về thông tin, cho nên mỗi lần đều sẽ giải quyết một cách có mục đích. Bởi vậy chưa từng có ai có thể chống đỡ được hắn, mà lúc này đây tứ đại quái dị logic đã dẫn vào khái niệm sức mạnh hình thức ban đầu. Trực tiếp phong tỏa một không gian, khiến hắn không có chỗ hạ miệng. Khiến hắn dù có tin tức kém, nhưng không thể nhúng tay vào thì không thể động tay động chân, diễn sinh ra kết quả hắn muốn. Nhưng thông qua dịch đạo suy tính ra các loại tương lai thất bại khác nhau. Sau khi quan sát những tin tức tương lai thất bại này, hắn chợt phát hiện một loại khả năng. Đây là rút ra kinh nghiệm từ vô số lần thất bại, nghiệm chứng tính khả thi của thành công. Như vậy có thể thử một lần. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười khó hiểu, bất quá thi triển thủ đoạn này thì không thể làm được vô thanh vô tức. Đến lúc đó truy tìm ta, chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn. Ánh mắt rơi vào trên phong thủy của Sơn Xuyên Giang Hà Trận. Dãy núi nổi tiếng Nam Châu, lực lượng địa mạch thủy mạch đều hội tụ ở đây. Gần như là một khối bảo địa phong thủy vô thượng. Tuy tất cả lực lượng đều dùng để tẩm bổ thời không nội bộ, nhưng ta lợi dụng đạo phong thủy cũng có thể mượn dùng phong thủy đại thế nơi này. Bố trí một tòa phong thủy truyền tống trận siêu lớn. Một khi thời không thông đạo mở ra, bọn họ tất nhiên sẽ tiến vào trong đó. Khi đó ta có thể dựa vào phong thủy truyền tống trận bố trí tốt, hội tụ lực lượng phong thủy đến vị trí lối ra của thông đạo. Nguyên bản thời không thông đạo mở ra động tĩnh sẽ cực lớn, có hỗn loạn ba động, truyền tống phong thủy đại thế ba động cũng sẽ bị che giấu. Đến lúc đó ta chỉ cần tập trung một vị tiên nhân, truyền tống hắn đến trong cạm bẫy ta bố trí. Vậy hắn chắc chắn phải chết. Khóe miệng lộ ra ý cười, cuối cùng Lý Thanh cũng nghĩ ra một cách giải quyết hoàn hảo. Thần Minh nhanh chóng phái ra người giấy vạn ảnh, bắt đầu đi tới vô số rừng rậm Nam Châu để thu thập tài liệu mà hắn cần. Chỉ trong nửa ngày, vô số tài liệu hội tụ trong tay hắn. Hoặc là lôi kích ngàn năm đào mộc, hoặc là ngàn năm hòe thụ, hoặc là ngàn năm hạnh mộc. Loại cây cối cấp bậc này phi thường thưa thớt, dù Nam Châu đều là rừng sâu núi thẳm, nhưng ngàn năm vẫn là vật hiếm hoi. Trận pháp mà Lý Thanh muốn bố trí là một môn trận pháp phong thủy được tạo ra trong Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư. Trận pháp này tên gọi là Thiên Sơn Vạn Thủy Thời Không Biến. Trận pháp này cần hội tụ sông núi đại địa thủy thế cường đại, trong nháy mắt tập trung tất cả phong thủy đại thế, mở ra một thông đạo đi thông chỗ hắn. Thông đạo này có thể đi tới địa điểm chỉ định, trong đó tự có sức mạnh vô cùng to lớn. Muốn chế tác trận pháp này, ngàn năm mộc tâm gần như là cơ sở. Lúc này, thần linh bắt đầu hành động, từng cái lõi gỗ bị hắn tạo hình thành đinh đóng phong thủy. Tổng cộng chia làm 108 cái, không bàn mà hợp với vị trí thiên cương địa sát. 108 người giấy vạn ảnh xuất hiện xung quanh hắn, dưới mệnh lệnh của hắn, xuất hiện ở 108 phương vị dưới Bách Thảo Bình Nguyên. Phong thủy đinh bị đánh trúng 108 điểm, mỗi một chỗ đều là địa mạch chảy vào Bình Nguyên Bách Thảo. Rất nhanh phong thủy đại trận đã lặng lẽ cấu thành. Thần Minh thân càng là điều hòa phong thủy, mực nước, bắt đầu dọc theo 108 tiết điểm phác họa phong thủy đường vân. Những đường vân phong thủy này tự thành một vòng tuần hoàn, toàn bộ nối liền với địa mạch phong thủy của Sơn Xuyên Giang Hà. Đại trận Thiên Sơn Vạn Thủy Thời Không Biến của Lý Thanh trực tiếp ký sinh trên địa mạch phong thủy của Sơn Xuyên Giang Hà trận. Đang đánh cắp phong thủy đại thế do núi non sông ngòi dưỡng thần trận dẫn dắt mà đến. Theo đại thế phong thủy tràn vào, 108 điểm tràn ngập ra đại thế phong thủy mông lung,
nhanh chóng mài mòn đinh phong thủy điểm vị. Phong thủy đinh vốn đã mất đi thực thể, biến thành một loại đại thế vô hình, định đại thế phong thủy tràn vào ở nơi này. Lúc này, trong tay thần minh thân xuất hiện một khối đá điểm huyệt. Tảng đá này được luyện chế từ một phần của 108 cây đinh phong thủy. Đi tới giữa trận pháp, Lý Thanh chôn nó vào trong, đồng thời nhỏ lên một giọt máu tươi của bản thể. Máu tươi làm cho điểm huyệt thạch quang huy lập lòe, lực lượng kỳ diệu vô thanh vô tức bắt đầu vận chuyển. 108 điểm phong thủy đại thế, dọc theo địa mạch núi non sông lớn của dưỡng thần trận, vô thanh vô tức hội tụ đến bên trong điểm huyệt thạch. Một loại đại thế phong thủy mông lung, hòa làm một thể với đại thế núi non sông ngòi dưỡng thần trận. Hắn một bước này vận dụng là phong thủy tương dung, đó là thủ đoạn cực cao trong phong thủy trận pháp, không dễ dàng thi triển ra. Sau khi dung hợp, tương lai Lý Thanh có thể động tay động chân. Các bạn vừa nghe xong tập 111 của bộ truyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.